Đến với Old Trafford, với tư cách là người ghi bàn nhiều nhất lịch sử PSG, như một lần Edinson Cavani tự nhận mình là một người xứng với vị thế đó. Từ lúc ra mắt cho đến trước trận đấu gặp Southampton, chỉ có hai lần từ đầu người Uruguay xuất hiện trong các buổi phỏng vấn của đội bóng và những lời đi kèm thường rất ngắn gọn. Một cầu thủ đã 33 tuổi và đã đỉnh cao quá lâu như Cavani nhưng vẫn chịu cúi đầu lắng nghe theo cách rất vui vẻ những lời đó của ông thầy mới. Cần phải dành sự khâm phục cho Cavani, anh đã không hề tự ái và cố gắng vì mục tiêu chung của cả đội. Ở chuyến hành quân đến hiểm địa St. Mary trong khuôn khổ vòng 10 Premier League, các học trò của Solskjaer đã lâm vào thế rượt đuổi tỷ số sau khi thực hiện một pha phạt góc tuyệt vời được Jan Bednarek chuyển hóa thành bàn thắng. Đến lượt chính James Ward-Prowse ghi bàn từ một tình huống đá phạt hàng rào. Vì vậy, huấn luyện viên của Manchester United quyết định đưa Edinson Cavani vào sân. Tiền đạo người Uruguay trong khi đó vẫn bận thay giày ở trên sân khi hiệp 2 bắt đầu. Nhưng ngay khi vào sân, Cavani lập tức cho thấy tốc độ của mình bằng hai pha dứt điểm tuyệt vời và một đường kiến tạo cho Bruno Fernandes, qua đó chứng minh Cavani chính là một bản hợp đồng tuyệt vời. Đây cũng là lần thứ hai một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ngay lập tức đặt dấu giày vào 3 bàn thắng trong một trận cầu ở Premier League. Vậy ai mới là người đầu tiên làm được điều này? Chính là huấn luyện viên của Cavani, Ole Gunnar Solskjaer, ở thời điểm tháng 2 năm 99 trong trận gặp Nottingham Forest. Tuy nhiên, khác với Solskjaer được gọi khi trận đấu đang diễn ra, Cavani được vào sân ngay từ hiệp 2. Tuy nhiên, vẫn phải cảm thấy khó hiểu với việc Cavani mất khá nhiều thời gian để thay giày trước khi vào sân, một điều khiến cho cựu cầu thủ Roy Keane phải phàn nàn. Sau trận đấu, Roy Keane đã đưa ra nhận xét như sau về tình huống đó. Làm thế nào mà cậu ta lại không chuẩn bị trước khi vào sân cơ chứ? Quá khó hiểu. Tuy nhiên, Solskjaer vẫn cho thấy sự hài hước khi nói rằng có lẽ Cavani sẽ cần một đôi giày to hơn trong lần thi đấu sau. Nhiều người cho rằng với tuổi tác hiện tại, Edinson Cavani khó có thể tỏa sáng trong màu áo Manchester United, đặc biệt là với môi trường Premier League, một giải đấu được cho là khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần so với Ligue 1. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một thứ đã dần thay đổi ở Premier League, đặc biệt là trong mùa giải này, mùa giải chứng kiến việc Cavani và đồng đội cũ của anh, Thiago Silva, những người đã bước qua tuổi xế chiều của sự nghiệp, tỏa sáng một cách rực rỡ. Có lẽ Cavani đã quyết định đi theo bước chân của một người đồng đội cũ khác ở PSG, đó là Zlatan Ibrahimovic, người cũng từng đến với Man United khi ở độ tuổi xế chiều, để rồi tỏa sáng một cách rực rỡ, giúp Jose Mourinho giành được danh hiệu Europa League, danh hiệu cấp độ châu lục đầu tiên của Man United sau gần 10 năm và là danh hiệu đầu tiên ở cấp câu lạc bộ châu lục của cá nhân Ibrahimovic. Có thể thấy, ngoại hạng Anh đã dần trở thành miệng đất lành, cho những cầu thủ không còn sức mạnh và sự dẻo dai như trước. Có lẽ một phần rất lớn nằm ở chỗ, giải đấu hàng đầu xứ sương mù đã dần chú ý vào kinh nghiệm và chiến thuật hơn là thể lực và tốc độ, vốn là đặc sản của Premier League trước đây. Thực sự, trong một tập thể Man United vẫn đang phát triển một cách chậm chạp và cần phải có nhiều pha dàn xếp ở các tình huống tấn công hơn. Cả ba tiền đạo trên đều cần phải học hỏi từ một người đàn anh có kinh nghiệm, và Cavani chính là một người như thế. Tiền đạo người Uruguay cũng hiểu rõ sự khác biệt này, một phần vì Cavani có nhiều kinh nghiệm hơn những cầu thủ ở hàng tiền đạo Man United. Khi hệ thống phòng thủ đầy linh hoạt của Southampton khiến những tiền đạo trẻ như Rashford hay Greenwood bị ngợp, tiền đạo người Uruguay lập tức dọn đường cho họ để đưa đội bóng vào thế áp đảo. Thời còn khoác áo PSG, trung bình Cavani thực hiện từ 5 đến 6 pha kiến tạo mỗi mùa, đều vẫn được anh thể hiện một cách gọn gẽ và tuyệt vời khi chuyển sang Man United. Bằng chứng rõ ràng nhất là pha kiến tạo cho bàn thắng của Bruno Fernandes. Chính bản năng chọn vị trí ở giai đoạn 2 của một pha tấn công đã giúp Cavani trở thành một trong những cầu thủ mà dân gian Việt Nam vẫn hay gọi là kẻ cắp trứng gà, hoặc trong tiếng Anh họ gọi là poacher, một nhiệm vụ mà chính huấn luyện viên của anh Ole Gunnar Solskjaer rất giỏi khi còn thi đấu. Jimmy Floyd Hasselbank đã chia sẻ kiến của ông tại trường quay của Sky. Mọi người hãy để ý những pha di chuyển của Cavani, mỗi tiền đạo trẻ phải di chuyển đúng như cậu ấy. Nhưng điều trên được quyết định bởi các pha di chuyển và nó là kinh nghiệm. Cậu ấy luôn rất năng nổ, cậu ấy luôn biết rằng quả bóng sẽ lăn tới đâu để có thể tham gia vào tình huống tấn công đó. Khi Manchester United ký hợp đồng với Cavani vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng tiền đạo 33 tuổi, người vừa rời khỏi PSG hồi mùa hè là một canh bạc cực kỳ đắt vì mức giá và độ tuổi của anh. Nhưng Sosa cho rằng Cavani sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực cho các tiền đạo trẻ ở Man United, thậm chí khẳng định rằng Cavani sẽ tạo ra điều khác biệt cho toàn đội ở những thời điểm quyết định như cách mà Solskjaer đã từng làm trước đây. Cậu ấy sẽ đem đến nguồn năng lượng, sức mạnh, khả năng lãnh đạo và một tâm lý vững bền cho toàn đội. Nhưng trên hết, cậu ấy sẽ đem lại những bàn thắng và kinh nghiệm cho lũ trẻ, Solskjaer chia sẻ sau khi ký hợp đồng với Cavani. Roy Keane, một người vốn nổi tiếng khắc khe, cũng nhận xét rằng sự mạo hiểm này đã đem lại thành công rất lớn sau trận thắng 3-2 tại Southampton, thậm chí công nhận Cavani sẽ trở thành một cầu thủ quan trọng cho Man United ở những trận đấu kế tiếp.
Mọi thứ đã luôn là một canh bạc khi cô ấy cập bến. Mọi người nghi ngờ vì sao cô ấy không có một câu lạc bộ nào dám nhận. Liệu cô ấy có còn niềm khao khát và sự quyết tâm như trước đây hay không? Chúng tôi đã theo dõi hàng loạt những cuốn băng ghi hình của Cavani ở các trận đấu khác và sau đó tự hỏi, cô ấy vẫn còn thi đấu đỉnh cao được à? Và ngày hôm nay, chúng ta đã có được câu trả lời. Cô ấy có lẽ là một bản hợp đồng lớn nhất cho United. Có lẽ Manchester United cần phải cảm ơn Solskjaer vì đã đặt nhiều niềm tin vào một cầu thủ đã qua thời vàng son như Cavani. Đầu tiên, công của Solskjaer nằm ở chỗ ông đã quyết định chọn thay đổi hoàn toàn lối tiếp cận khi đối đầu với Southampton, một đội bóng có được sự cân bằng ở cả hàng thủ lẫn hàng công, qua đó biến mình thành một mối đe dọa thực sự với các đội bóng cửa trên. Cụ thể, theo phân tích của The Athletic, việc đầu tiên Solskjaer làm đó là đem vào sân một đội hình 4-4-2 kim cương nhằm đối đầu với 4-2-2-2 thiên về pressing của Rolf Hasenhüttl bên kia chiến tuyến. Trong đội hình kim cương đó, Matic sẽ đá ở đáy của viên kim cương, Fred ở bên phải để có thể thực hiện những pha bẻ ngoặt bóng vào trong, còn Donny van de Beek sẽ hoạt động bên cánh trái và Bruno Fernandes ở đỉnh của viên kim cương để có được sự linh hoạt trong lối chơi. Mục đích ở đây là tạo ra một đội hình thích hợp cho hệ thống tấn công tách rời của Solskjaer, một hệ thống mà ở đó các cầu thủ ở hai cánh sẽ dâng cao để hỗ trợ cho tiền đạo cắm hoặc tiền vệ công mà vẫn giữ được sự cân bằng ở hai cánh. Chiến thuật này ban đầu có vẻ hợp lý về mặt lý thuyết, nhưng các cầu thủ của Man United lại thi đấu quá rời rạc và không ăn ý, một phần vì họ thiếu khá nhiều kinh nghiệm ở những pha bóng như thế này. Bằng chứng rõ ràng nhất là tình huống đánh đầu ghi bàn của Jan Bednarek sau pha đá phạt của James Ward-Prowse. Sau đó là tình huống Bruno Fernandes phạm lỗi với cầu thủ Southampton, qua đó dẫn đến pha đá phạt hàng rào của James Ward-Prowse. Có thể nói, kinh nghiệm chính là thứ cần thiết ở những tình huống này. Có lẽ đã thấy được điều đó nên Solskjaer quyết định tung vào sân Cavani, một tiền đạo có cả sức mạnh, kinh nghiệm lẫn tốc độ cần thiết để có thể thực hiện vai trò chủ lực trong hệ thống tấn công tách rời của Solskjaer. Có lẽ minh chứng rõ nhất chính là đường tạt bóng cực kỳ đẹp của Edinson Cavani cho Bruno Fernandes ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 60. Qua đó, chứng minh quyết định tung Cavani vào sân của Solskjaer là hoàn toàn hợp lý. Để thấy rõ được Cavani đã giúp Man United nhiều như thế nào, chúng ta hãy cùng nghe lời nhận xét của Ian Wright gửi đến trang The Athletic. Hãy nhìn vào khoảnh khắc cậu ấy chuẩn bị sút bóng. Cavani khi đó di chuyển đúng vào vị trí của thủ môn. Tim tôi tràn đầy niềm vui. Pha bóng này khiến tôi phải rời khỏi ghế khi mọi người đang theo dõi nó. Thực sự, không có một lời khen nào ý nghĩa hơn lời khen của kinh địch hàng đầu ở giải quốc nội. Bản thân Solskjaer cũng đã chia sẻ những suy nghĩ của mình rằng việc có được một sự chuẩn bị tốt trước trận đấu, điều mà Cavani luôn chú trọng là một trong những điều là giúp anh có được thể lực tốt nhất trước trận đấu dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Cụ thể, Solskjaer cũng nói với The Athletic, Cavani đã có được một sự nghiệp tuyệt vời và luôn ghi bàn ở mọi trận đấu. Cô ấy cũng rất cẩn trọng ở các khâu chuẩn bị và phục hồi sau trận đấu, thậm chí đến từng bữa ăn. Để chọn được một vị trí thuận lợi trong vòng cấm rất khó. Chúng tôi chưa từng có một cầu thủ giỏi như thế kể từ khi Lukaku rời đi. Nó giúp chúng tôi có được một sự hòa trộn đầy tính cân bằng. Chúng tôi rất muốn có được một sự hòa trộn và điều đó đã tạo nên những ảnh hưởng tích cực. Điều này không có nghĩa là những tiền đạo khác thi đấu tệ. Mason Greenwood lúc này 19 tuổi mới chỉ có được mùa thứ hai thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp. Marcus Rashford trong khi đó mới bước vào tuổi 23. Anthony Martial, người không được ra sân hôm đó vì bị bệnh, chỉ lớn hơn Rashford 1 tuổi. Cả ba người kể trên đều còn rất trẻ và có thể hình ở các pha dứt điểm cũng như phản công. Những pha bóng mà họ có đủ không gian và ít lựa chọn hơn, nhờ đó giúp họ không bị phân tâm. Khi nhìn vào những gì Cavani đã và đang làm được cho Man United, chúng ta mới thấy được cái tài nhìn người của Solskjaer. Một vị huấn luyện viên vẫn thường được xem là thiếu kinh nghiệm ở sân Old Trafford. Quả thực, nếu không có sự quyết tâm của Solskjaer, có lẽ Man United đã không thể đem về được một trong những tiền đạo hiệu quả nhất hàng tiền đạo Man United vào lúc này. Có lẽ, Solskjaer đang dần cho thấy được hình bóng của ông thầy Sir Alex Ferguson ngày trước, một người cũng thường xuyên có được những canh bạc đầy thành công với các cầu thủ đã qua thời vàng son.